Chợ đồng hồ và phụ kiện LV trân trọng kính chào và hân hoan chào đón anh chị em đam mê đồng hồ cổ xưa trong và ngoài nước đến với kênh YouTube của chợ đồng hồ và phụ kiện LV. Hôm nay chợ đồng hồ và phụ kiện LV xin giới thiệu đến các anh chị em mình bộ ba Omega Constellation Firm kèn gãi. Thì trong đó sẽ có một chiếc là firm kèn gãi bắt úp vỏ bằng inox, một con là đờ mi tức là niềng bằng vàng đúc, bốn kèn là cạp gôn đáy logo đài thiên văn là vàng đúc 14K. Thì con này đờ mi mặt bát quái, con này tương tự cũng là đờ mi mặt bát quái. Rồi, đầu tiên là một con Omega Constellation Automatic Chronometer ha. Thì đây là mình thường gọi là Omega càng gãy đó. Và con này là mặt của nó là mặt bắt úp. Mặt bắt úp. Rồi con này thì toàn thân bằng inox ha. Đây, đáy logo đài thiên văn và 8 sao. Núm này là núm núm zin, núm bắt quái zin luôn. Con này là độ mới cũng còn gọi là rất là cao nha anh em. Nhìn càng của nó nè. Anh em sẽ nhìn mấy cái càng của nó nhìn bén cạnh nha. Đây. Rồi, mặt của nó là mặt nguyên rin ha. Mặt của nó là mặt rin cọc cài đá đen. Mặt của nó là mặt dạng mặt trắng xước kim loại đó. Rất đẹp. Đây. Càng của nó là góc cạnh rồi còn hết ha. Con này độ mới cũng còn rất là cao. Nấm zin có logo muốn ngựa này. Đây anh em nhìn thấy 8 sao của đài thiên văn nè. Rõ ràng ha. Rất đẹp. Con này tổng thể độ mới của nó có thể nói là trên 95% nha. Càng nó bén cạnh vuông góc ha, đặc điểm là mặt nguyên zin nha anh em. Rồi, để mình mở máy con này cho anh em xem ha. Đây là thông tin của nắp lưng. Đây là máy của nó. Con này sử dụng máy 561 ha. 561. Mã số series của nó là đầu 19. Đầu 19 về khoảng khoảng 156 cỡ 1961 ha, 961 1960 á. Vậy con này là đầu thập niên 60. Máy còn khá đẹp nha.
Dạ, con này thì dây khóa linh kiện thôi. Dây khóa linh kiện ha. Con này có giá là 25 triệu 500 nha. Có giá là 25 triệu 500. Còn cực kỳ xuất sắc ha. Cọc cài đá đen. Mặt cọc cài đá đen luôn. Rồi, kế tiếp là cũng là một con Omega Constellation, nhưng mà con này là đờ mi. Thì giống như hồi nãy mình nói là đờ mi á, thì niềm và logo Đại Thiên Văn là 8 chòm sao á, là đúc 14K, 4 càng thì cặp con cũng 14K ha. Con này là mặt nguyên riêng của nó, anh em nhìn cái mặt riêng của nó là chảy tia với ánh sáng rất đẹp ha. Đây zoom to là mình coi mặt riêng của nó nha. Thì bây giờ dòng mà bát quái mà đờ mi mà mặt còn riêng mà đẹp thì rất là hiếm nha. Con này núm zin luôn nha. Một cái núm zin của bát quái mà bọc vàng nó có giá là dao động là từ 4 cho tới 5 triệu nha anh em, tùy theo cái độ đẹp ha. Con này rất đẹp. Rồi con này đây đáy logo và đài thiên văn 8 8 sao nè, còn rõ nét luôn ha. Nhìn thấy. Và nhìn bốn càng của nó nè, con này vỏ còn cực đẹp. Đây. Anh em nhìn thấy bốn càng, mặt dưới bốn càng của nó nè. Rất đẹp nha. Để mình mở máy con này luôn ha. Con này chắc máy ít mở ha, bởi vì nó rất là bót. Bởi vì anh em nào quan tâm đến
trước nay thì có thể là liên hệ với lại mình sẽ là gửi chi tiết hình ảnh máy của con này, mình sẽ mở sau ha. Cái này phải cho nó vô một miếng dầu. Nói chung con này còn coi là rất là đẹp, có thể nói là trên 90% ha. Bắt quái đờ mi mà trên 90% là coi như là rất hiếm nha. Con này sử dụng caliber là 561. Rất đẹp. Rồi con này có giá là 38.500 ha. Con này có giá là 38.500. Kế tiếp cũng là một em Omega Conservation Pipeline, tức là mặt bắt quái đó. Thì con này mặt cũng nguyên riêng nha anh em nhìn thấy mặt riêng, bởi vì nó bắt sáng, nó chảy tia rất là đẹp. Con này mình nhìn kỹ cái nó cái nền mà trong á, nó có muốn là lên lên dầu nha anh em. Mình thấy nó hơi ố ố vàng đó. Nhìn cái mặt kim của nó. Rồi. Anh em nhìn thấy cái mặt kim của nó đó. Cái mặt kim của nó giống như là trước đây mình đã từng chia sẻ cái dành mà cái dành bắt quái á, nó rất là mảnh và nó sâu. Nó cao. Và những cái mà vạch phúc á, nó rất là nhuyễn, nó mảnh, còn cái vạch giờ nó giống như là một chữ một la mã vậy đó. Nhìn nó rất là cân đối. Rồi con này thì vỏ cũng còn rất là đẹp. Đây anh em nhìn thấy vỏ nó nè. Nấm zin ha. Đây. Mình coi mặt sau. Sao của nó nè. Logo Đài Thiên Văn 8 sao còn rõ ràng hết ha. Vỏ của nó cũng còn rất là đẹp. Đây. Còn cứng lắm. Mình mở máy con này luôn. Đây là thông tin của nắp vỏ. Đây là máy của nó. Con này sử dụng máy 564 ha. Máy 564. Đầu series của máy là 24. 24 là khoảng 560 64 65. Con này máy rất đẹp nha. Đây. Anh em nhìn thấy bánh xe cốt của nó là sáng giới nè. Đây. Máy đồng màu đồng chất ha. Đây.
Rồi mình xem lại ha. Con này đặc biệt nữa là cọc, cái trục mặt của nó là có trục tung quanh luôn nha anh em. Thường những cái mặt rin á mình nhìn nó bắt sáng đẹp. Rồi con này có giá là 27.500 ha. Con này có giá là 27.500. Rồi nhìn tổng thể lại ba chiếc đồng hồ Omega Constellation form càng gãi, một con bắt ốc, hai con mặt bắt quái, tất cả đều còn nguyên zin, mặt nguyên zin, mặt zin bởi vậy là chảy tia rất đẹp nè. Rồi anh em mình nếu mà quan tâm đến chiếc nào thì có thể liên hệ với lại chợ đồng hồ và phụ kiện LV với số hotline là 0707070722 hoặc số Zalo là 0774 con số 7079. Xin cảm ơn anh chị em mình đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.